đang có mặt tại nhà vườn của chú Cường họa sĩ. Vâng, thưa quý vị và bạn, hôm nay là một ngày rất tuyệt vời. Tôi được đến thăm nhà vườn của chú Cường họa sĩ, một người có tầm ảnh hưởng trong giới cây cảnh nghệ thuật Việt Nam. Trước mắt quý vị bạn là một không gian vườn rất lý tưởng, một không gian sống rất là mơ ước. Quả thực tôi đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mỗi nhà vườn đều có một nét đặc sắc riêng. Mỗi nhà vườn thì đều có những tác phẩm rất là giá trị. Tuy nhiên đến đây thì các tác phẩm đều là xuất sắc và đỉnh cao. Nó rất đáng để cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng và thưởng lãm. Những tác phẩm ở đây đều do chú Cường, một người họa sĩ nổi tiếng với các cái bức tranh nổi tiếng, và ở đây là những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật do chính tay chú Cường tạo tác để biến nó thành những tác phẩm rất quý, có tính mỹ thuật rất cao. Thật sự là may mắn thưa quý vị các bạn, sẽ là một sự may mắn cho cả tôi, cho cả quý vị và các bạn, và đặc biệt là nền cây cảnh Việt Nam khi có những người như chú Cường họa sĩ, người biết thổi hồn vào tất cả những giá trị nghệ thuật. Hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ để những nhà vườn như thế này có mặt trên bản đồ cây cảnh Việt Nam cũng như kênh YouTube nghệ thuật và bonsai. Khuôn viên nhà chú Cường được đặt tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất. Những tác phẩm tuyệt vời. Vườn của chú Cường họa sĩ thì trên một cái đồi, xung quanh là rất nhiều cây xanh, nơi rất là đáng để ở ẩn cho những nhân vật nổi tiếng. Dáng thế cốt cách của những tác phẩm ở đây đều quá nghệ thuật. Một tác phẩm xanh Nam Điền bám đá, tác phẩm Lộc Vừng cao chừng 1m2, tác phẩm gồm 3 thân, bệ gốc quá đẹp.
một tác phẩm Mai Chiếu Thủy, chỉ cao chừng 50 phân. Và một rừng Mai Chiếu Thủy nữa. Quý vị và các bạn hãy đăng ký, like và chia sẻ thật nhiều. Hãy ủng hộ chúng tôi, ủng hộ những nhà vườn có đầu tư về chất xám cũng như trí tuệ và tiền bạc, thời gian để tạo dựng cho nền cây cảnh Việt Nam những giá trị không được tính bằng tiền. Quả thực rất đáng để cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng. Tác phẩm nào cũng rất nghệ thuật. Tác phẩm hoa giấy. Một tác phẩm xanh Nam Điền. Có bệ gốc quá là đẹp, thân đã như mình đồng da sắt, tôi sẽ cố gắng review được hầu hết các tác phẩm ở đây, nhưng sẽ không mô tả chi tiết bởi vì các tác phẩm đều quá quý. Một tác phẩm song thụ thế trực rất là đẹp. Nghệ thuật cây cảnh đỉnh cao là đây. Tác phẩm Nghênh Phong Xanh Quê. Một tác phẩm cỡ đại, chiều cao tác phẩm chừng 1m8. Thời tiết trong xanh tạo nền cho các tác phẩm lên hình sẽ rất đẹp. Chú Cường họa sĩ thật đáng được tôn vinh trong nền cây cảnh nghệ thuật Việt Nam. Không chỉ sở hữu các tác phẩm, những siêu phẩm, mà còn là một nhà vườn có không gian đẳng cấp. Toàn cảnh ngôi biệt thự nằm trên đồi cao, không gian rất đẹp thưa quý vị và các bạn. Không gian sống quả thực đáng mơ ước của rất nhiều triệu người, kể cả tầm đại gia nhiều tiền cũng chưa chắc đã sở hữu được một không gian sống như vậy. Thank you.
Vâng, hãy đăng ký kênh và ủng hộ chúng tôi thật nhiều để chúng tôi tiếp tục những hành trình đi khai phá, tìm kiếm những nhà vườn có chất lượng cao hơn để đưa đến cho quý vị và các bạn thưởng lãm cũng như học hỏi kinh nghiệm, đồng thời là cơ hội giao lưu chia sẻ những tác phẩm quý, tạo cho mình chỗ đứng trên nền cây cảnh nghệ thuật Việt Nam. Xin trân trọng và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.